Phượng Mai xin trân trọng kính chào khán thính giả khắp nơi trong chương trình Hào Khí Lịch Sử kỳ 22. Hôm nay, Phượng Mai xin mời khán thính giả cùng với Phượng Mai tiếp tục nhìn lại cuộc đại chiến với đế quốc Mông Cổ lần thứ hai. Vua Trần ở Thanh Hóa. Khi Toa Đô tiến ra Bắc, hội quân với Thoát Quan, thì các lộ từ Thanh Hóa, Diễn Châu đến Nghệ An, Bố Chính, Thuận Hóa trở thành những vùng vắng bóng quân Nguyên. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hiểu được điều đó, khéo léo thực hiện một chiến dịch nghi binh, rút lui an toàn để đưa đại quân vào đóng tại Thanh Hóa. Vào đến đây, triều đình và đại quân tạm thời được an toàn, có thời gian củng cố lại binh mã, đồng thời tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi sự suy kiệt của quân địch. Quân Đại Việt đóng gần mặt biển, chia quân đóng giữ các chỗ hiểm yếu, đề phòng quân Nguyên tấn công. Vài ngày sau khi vua Trần đem quân vào Thanh Hóa, Toa Đô mới dò biết được tung tích quân Đại Việt, y bèn báo lên chủ soái Thoát Quan. Biết được tin tức, Thoát Quan phái Ô Mã Nhi đem 60 chiến thuyền, 1.300 thủy quân phối hợp cùng đại quân của Toa Đô quay trở lại Thanh Hóa để tấn công quân Đại Việt. Lúc này quân của Toa Đô đã hết sức suy kiệt, chán nản vì thiếu thốn lương thực và những chặng đường hành quân dài ngày khổ sở. Binh lính ở Trường Yên lục đục kéo xuống Thanh Hóa. Tại đây quân Nguyên gặp phải sự kháng cự của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải. Lần này với thế lực mới, Chiêu Minh Dương đã nắm được ưu thế trên chiến trường. Trong tháng 4 năm 1285, Toa Đô và Ô Mã Nhi giao chiến với Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải nhiều trận đều không thắng nổi. Càng giằng co ở Thanh Hóa lâu ngày, Toa Đô và Ô Mã Nhi càng tuyệt vọng. Một mặt, quân của Chiêu Minh Dương lấy thế quân nhàn hạ mà kiên trì phòng thủ, chắn ngang đường tiến quân của họ, không sao đánh hạ nổi. Mặt khác, dùng Thanh Hóa lúc bấy giờ thưa thớt quan du lại ở quá xa hậu phương, dẫn đến tình trạng đối khác trong quân của Toa Đô càng thêm trầm trọng. Không thể làm được gì hơn, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi dẫn quân ngược ra Bắc, đóng tại bến Tây Kết, chỉ tại vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng, quân Nguyên mới có hy vọng cướp bóc lương thực trong dân. Nhưng điều này không hề dễ dàng, vì hầu hết người dân thực hiện triệt để chiến thuật giường không nhà trống và đánh trả rất quyết liệt khi gặp phải quân cướp bóc. Chiêu Minh Dương không vội truy kích Toa Đô, bỏ mặc cho quân Nguyên tự suy yếu dần vì đói khát, bệnh tật. Dưới sự che chắn khá tốt của Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải, triều đình nhà Trần và toàn quân Đại Việt có được sự an toàn tuyệt đối tại Thanh Hóa, yên tâm dưỡng sức, tích lũy lương thực. Cũng nhờ vào thời bình kinh tế phát triển, có chuẩn bị lương thảo từ trước chiến tranh, quân Đại Việt có thể đi khắp nơi trong nước mà không bị thiếu thốn lương thảo. Thêm vào đó, người dân cả nước luôn sẵn sàng đóng góp để nuôi quân, theo như lời thơ của vua Trần Nhân Tông là: "Quan diễn do tồn thập vạn binh." Có thể là quân số mà vua Trần nói phao lên thực tế chưa chắc đến 10 vạn. Cộng thêm binh lực còn lại từ đồng bằng sông Hồng rút vào đây, thì ước chừng quân chủ lực của Đại Việt vẫn còn khoảng hơn 20 vạn quân. Về số quân chủ lực, Đại Việt vẫn ít hơn quân Nguyên, nhưng lúc bấy giờ thế quân Đại Việt ngày càng lên cao, trong khi quân địch ngày càng yếu đi. Càng kéo dài thời gian, thiên thời càng có lợi cho quân dân Đại Việt. Số phận những kẻ phản quốc.
giữa lúc khí thế chống xâm lăng của đa số người dân, một số quý tộc, quan lại nhà Trần, trước đã theo hàng quân Nguyên. Những kẻ đầu hàng có nhiều lý do khác nhau, đa phần là do sợ hãi trước thế mạnh của Nguyên Mông. Trong số đó, có hai trường hợp đáng chê trách hơn cả là Trần Kiện và Trần Ích Tắc. Trần Kiện vì tư thù và bất mãn triều đình mà hàng giặc, nhiều lần chỉ điểm cho Toa Đô khiến quân Đại Việt bị tổn thất lớn. Trần Ích Tắc thì luôn nuôi mộng làm An Nam quốc vương, nên đem gia quyến đầu hàng thoát quan, nhân lúc vua Trần rút quân khỏi Thiên Trường. Điểm chung của đám hàng thần này là chúng đều đã sai lầm và phải trả giá cho sai lầm đó. Tháng 5 năm 1285, thoát quan sai tướng Minh Lý Tích Bang dẫn một đoàn quân hộ tống đám hàng thần về nước Nguyên. Trong đám này có cả Trần Kiện, Trần Ích Tắc, Trần Tú Quảng, Trần Văn Lộng, Phạm Cự Địa. Đoàn quân Nguyên đến trại Ma Lục thuộc Chi Lăng, Lạng Sơn ngày nay, thì phục binh nổi lên đánh giết dữ dội. Chỉ huy đội phục binh này không ai khác chính là quản quân Nguyễn Thế Lộc cùng tù trưởng Nguyễn Lĩnh. Hai vị tù trưởng đã nhiều phen làm quân địch khiếp vía ở vùng Lạng Giang, cướp phá rất nhiều quân lương của địch. Trong quân của Nguyễn Thế Lộc gồm cả quân người thiểu số và thân binh của Hưng Đạo Vương gửi lên, sát cánh cùng chiến đấu với quân bản bộ dùng biên giới. Quân Nguyên bị đánh tan tác, bị giết đến gần một nửa lực lượng, từ quân lính đến những tên phản quốc đều cắm đầu bỏ chạy về phương Bắc. Quân Đại Việt thu được rất nhiều quân lương, vật dụng. Trong đám loạn quân, gia tướng của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Địa Lô dùng cung tên bắn trúng Trần Kiện, kết liễu cuộc đời tên quý tộc phản trắc này. Thuộc hạ của Kiện là Lê Trắc ôm xác chủ chạy đến Khâu Ôn và chôn cất ở đó. Kết cục của một quý tộc của nhà Trần thê thảm, không chỉ ở việc bỏ xác nơi quan địa mà đời đời còn bị sử sách nguyền rủa. Lê Trắc sau làm quan cho nước Nguyên, soạn cuốn sử An Nam Chí Lược, tự coi mình là người Nguyên. Cuốn sách này được các sử gia Việt Nam dùng với thái độ thận trọng và xếp vào loại sách của học giả nước ngoài. Trần Ích Tắc tuy không phải chịu số phận như Trần Kiện, lại được cân nhắc làm quan lớn trong triều đình nước Nguyên, nhưng trong lòng luôn chịu nhục. Trần Ích Tắc làm quan ở vùng Hồ Quảng, nhiều lần chạm mặt sứ giả Đại Việt và có lần bị sứ giả Đại Việt làm cho bẻ mặt khi nhắc lại hành động đầu hàng giặc. Vì thế, về sau, khi sứ giả Đại Việt sang, Ích Tắc thường tránh mặt. Trần Ích Tắc đã làm quan cho Nguyên Triều, thăng đến chức Hồ Quảng Bình Chương Chính Sự, khi chết được truy phong trước Trung Ý Vương. Tuy vậy, những danh vị này cũng không là gì so với danh vị của Trần Ích Tắc khi còn ở Đại Việt, vốn là một thân vương quy vọng, môn khách, học trò đầy nhà. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về Trần Ích Tắc với sự mỉa mai: người Nguyên vào cướp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong được làm vua. Người Nguyên phong làm An Nam quốc vương. Sau khi quân Nguyên thất bại, Ích Tắc trong lòng hổ thẹn, chết ở đất Bắc, chờ đợi thiên thời. Trong chiến lược chung mà vị quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng triều đình đã định sẵn từ trước cuộc chiến tranh, quân dân Đại Việt sẵn sàng cùng kẻ xâm lược bước vào một cuộc chiến kéo dài. Mỗi trận chiến đều liệu sẵn đường tiến, thoái, giúp bảo toàn binh mã. Nếu không thể thủ thắng trước sức mạnh của địch quân, chờ cho quân địch mệt mỏi,
suy yếu rồi mới liệu đường phản công. Quân dân Đại Việt đã không chiến đấu theo những cách thông thường, mà quân Mông Nguyên từng gặp cuộc chiến tiêu hao đa chiến tuyến đã tạo nên một sức mạnh phi thường, đó là một chiến lược khôn ngoan. Để hiểu được giá trị của chiến lược này, chúng ta thử so sánh sơ lược với những cuộc chiến của Mông Nguyên với các đế chế hùng mạnh ở Trung Á và Đông Á. Đế chế Hoa Thích Tử Mô, đế chế Tây Hạ, Kim Tống đều là những nước có đoàn binh mã đông đảo hơn Đại Việt, nhưng đều chịu thất bại bởi sa vào chiến lược dàn quân đánh lớn, dốc túi đánh những trận một mất một còn với quân Mông Nguyên. Đến khi không địch nổi kỵ binh Mông Nguyên, trong các trận dàn quân đánh lớn, các đội binh mã chuyển sang chiến thuật thủ thành một cách bị động, thiếu các chiến lược dự phòng. Thành cao hào sâu tưởng là lợi thế lại trở thành những nơi gom quân để cho gió ngựa quân Mông thực hiện chiến thuật dây thành diệt tướng. Cũng cần nói rằng, quân Nguyên sang xâm lược Đại Việt lần này có lẽ hùng mạnh ngoài cả dự kiến của triều đình nhà Trần. Không chỉ vượt trội với kỵ binh người Mông Cổ, Thoát Quan và Toa Đô còn có trong tay những lực lượng lục quân người Kim, người Tống, Đông và Thiện Chiến. Trong khi kỵ binh du mục dũng mãnh trên những nơi đất bằng trống trải, thì Hán quân, quân người nước Kim cũ, và quân Tân Phụ, quân người Tống cũ, lại có ưu điểm là thích nghi tốt với điều kiện chiến trường phương Nam. Vì vậy, khi phải đụng độ với quân Đại Việt trong các trận thủy chiến hoặc có trận chiến thủy bộ kết hợp là sở trường của người Việt, quân Nguyên cũng cho thấy một sức mạnh kinh hồn. Điều đó đã gây cho quân Đại Việt không ít khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng tài trí của các bậc tướng soái trong triều đình và sự đồng lòng chung sức của quân dân cả nước, quân Đại Việt đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến. Sau cuộc phản công thất bại của vua nhà Trần, quân Đại Việt càng cẩn trọng hơn. Binh mã Đại Việt trung thành với chiến lược kéo dài thời gian, chờ cho thời cơ thật chín mùi. Khi mà quân địch suy yếu đến tột độ mới tung đòn quyết định. Bấy giờ đại quân nhà Trần đóng ở Thanh Hóa, có quân của Thượng tướng Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải chắn giữ đường như một tấm khiên không thể công phá. Toàn quân Đại Việt an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Trái lại, quân Nguyên càng ở lâu ngày trên đất Đại Việt, càng chịu khổ sở do thiếu thốn lương thảo và không hợp thủy thổ. Nắng mưa mùa hè đổ xuống khiến cho binh lính quân Nguyên ngã bệnh hàng loạt. Thêm vào đó là những trận lục tràn vào doanh trại, khiến cho chiến cụ quân Nguyên bị hư hại và lây lan dịch bệnh. Tình trạng này kéo dài đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1285, khiến cho đạo hùng binh của Thoát Quan trở thành một đám quân sĩ bệnh hoạn và đói khát. Chẳng cần phải đánh lớn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã mượn thiên tai để làm suy yếu quân địch. Thừa thế quân địch xuống sức, các toán dân quân làng xã, các đạo quân người thiểu số càng ra sức ngày đêm tập kích quân Nguyên. Địch quân hầu như mất đi khả năng mở những cuộc hành quân lớn như thời gian đầu của cuộc chiến, mà phải căng sức kiểm soát vùng chiếm đóng, bảo vệ tuyến hậu cần, liên lạc. Xét thấy thời cơ đã đến, triều đình nhà Trần bàn nhau mở một cuộc tấn công quyết định. Vua Trần Nhân Tông triệu tập quần thần bàn rằng: bọn giặc nhiều năm phải đi xa, lương thảo chuyên chở hàng vạn dặm, thế tất mỏi mệt, lấy nhàn chống mệt. Trước hết hãy làm chúng nhục chí, thì ắt là đánh bại được chúng.
theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thời cơ chỉ đến một lần. Theo như lời của vua Trần Nhân Tông, trước tiên quân Đại Việt phải làm cho địch quân nhục chí, rồi từ đó đi đến chiến thắng hoàn toàn. Thế nào để làm cho họ nhục chí? Quân Nguyên đánh trận xa nhà lâu ngày, thiếu thốn cực khổ trăm bề, lại thêm dịch bệnh hoành hành, vốn sĩ khí đã bị xuống dốc. Nhưng để làm cho họ hoàn toàn nhục chí, trước sau quân Đại Việt vẫn phải đánh thắng họ trong những trận chiến lớn. Có như thế thì niềm kiêu hãnh cuối cùng cũng là hy vọng cuối cùng của đạo quân xâm lược mới sụp đổ. Khi đó, quân Đại Việt mới có thể thuận lợi tiến tới mục tiêu cuối cùng là đuổi sạch quân xâm lược về nước, đồng thời gây cho họ nhiều thiệt hại nhất. Một vấn đề quan trọng khác, nếu để quân Nguyên có điều kiện chiếm đóng vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng lâu dài, thì họ sẽ có thể vượt qua được khó khăn. Tòa đồ khi ở Chiêm Thành, lúc quân Chiêm không gây được sức ép lớn, hắn đã cho quân lập đồn điền tự túc lương thực, cầm cự được thời gian khá dài. Đối với đồng bằng sông Hồng màu mỡ, quân Nguyên cũng có thể làm như vậy. Nếu như quân Đại Việt không hoạt động, để họ dẹp yên được sự kháng cự của người dân trong vùng chiếm đóng và các đạo quân hoạt động phía sau hậu tuyến của họ. Khi mà điều đó xảy ra, thì quân Đại Việt với tiềm lực của phần lãnh thổ còn lại sẽ khó bề đương đầu với quân xâm lược. Bởi vì đất đai, dân cư vùng Thanh Hóa trở vào Nam thời bấy giờ không sánh được với vùng đồng bằng sông Hồng. Quả thực, Tòa Đô đã có ý định trú đóng lâu dài để lật ngược tình thế. Khi rút về đóng ở Tây Kết, Tòa Đô bàn kế hoạch bình định với các tướng, hẹn trong kỳ hạn 3 năm sẽ sang bằng Đại Việt. Tóm lại, thời cơ thuận lợi để phản công. Khi quân Nguyên suy yếu sẽ trôi qua nếu quân dân Đại Việt không tận dụng được. Nhưng tất nhiên, với tài trí của những đại nhân vật trong một thời đại anh hùng, quân Đại Việt đã biết nắm thời cơ và tận dụng triệt để. Hưng Đạo Dương đánh trận đầu trong cuộc phản công. Cuối tháng 5 năm 1282, quân Đại Việt ào ào tiến ra Bắc, bắt đầu chiến dịch phản công. Quân Đại Việt chia làm hai cánh đại quân. Về số quân cụ thể của hai cánh đại quân trong cuộc phản công này, hiện vẫn không có sử liệu nào cho biết, nhưng có thể chắc rằng tại các mặt trận chính, quân Đại Việt đã có quân số ngang ngửa hoặc áp đảo địch quân. Đó là do việc quân Nguyên đã bị phân tán và nhờ nghệ thuật hành quân của Hưng Đạo Đại Dương. Đại quân phía đông do đích thân Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn đốc xuất thủy quân vượt biển, quay trở lại vùng Thiên Trường, Trường Yên, len lỏi vào các nhánh sông lớn nhằm đánh vào những cánh quân rã rời nhất của đại quân dưới trướng Tòa Đô. Mục đích là giành lại vùng đất căn cơ của hoàng tộc Trần, tạo thế trụ cột cho toàn quân Đại Việt tiện bề tiến thủ. Từ Thiên Trường, quân Đại Việt có thể theo các con sông lớn tiến nhanh ra Bắc, bao vây quân Nguyên từ hướng đông, cắt đứt đường lui của địch quân khi họ thua trận. Còn nếu gặp bất lợi trong chiến dịch, quân Đại Việt có thể lui về, tiếp tục trấn giữ Thiên Trường, Trường Yên. Dưới trướng Hưng Đạo Dương là các con trai của ngài, gồm Hưng Vũ Dương, Trần Quốc Nghiễn, Hưng Nhượng Dương, Trần Quốc Tản, Hưng Trí Dương, Trần Quốc Hiện, Hưng Hiển Dương, Trần Quốc Quy. Họ đều là những người có tài điều binh khiển tướng. Ngoài ra, còn có các gia tướng Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Giả Tượng, Cao Mang,
Đại Hành là những người luôn sát cánh với chủ công của mình ngay từ đầu cuộc chiến. Đại quân phía Tây dưới quyền chỉ huy của Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải và vua Trần Nhân Tông, thượng hoàng Trần Thánh Tông chia đường thủy bộ nhằm thẳng vào các đồn trại lớn dọc theo bờ sông Hồng nằm gần kinh thành Thăng Long. Mục tiêu của cánh quân này là cắt đứt liên lạc giữa Toa Đô và Thoát Quan, rồi thừa thắng thu phục lại kinh thành Thăng Long. Trong đại quân này có nhiều dương hầu và tướng lĩnh của triều đình. Đầu tiên phải kể đến là Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật, kể đến là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Chiêu Thành Dương Trần Thông, tướng Nguyễn Khoái chỉ huy đạo quân Thánh Dực. Mở màn cho chiến dịch là trận chiến tại đồn A Lỗ, một căn cứ trấn giữ ở ngã ba sông Hồng và sông Luộc của quân Nguyên. Tướng trấn giữ đồn A Lỗ là Vạn Hộ Lưu Thế Anh với hơn một vạn quân trong tay. Binh thuyền của Hưng Đạo Dương âm thầm hành quân áp sát căn cứ của quân Nguyên với tốc độ nhanh chóng. Khi quân Nguyên phát hiện ra đoàn quân của Hưng Đạo Dương đang hùng hổ kéo tới thì đã muộn. Các đồn trại khác không còn đủ thời gian để đến ứng cứu. Quân Đại Việt đông hơn gấp mấy lần. Tấn công dữ dội vào đồn A Lỗ, nhanh chóng làm chủ tình hình. Vạn Hộ Lưu Thế Anh cùng một ít tàn quân mở con đường máu chạy về hướng Thăng Long. Sau hai trận đánh mở đầu trong cuộc phản công, Hưng Đạo Dương đã chiếm lại được Thiên Trường một cách dễ dàng. Cũng nhờ đó mà cô lập một lực lượng đáng kể quân Nguyên ở vùng Trường Yên. Đồng thời, quân Đại Việt còn mở thông các tuyến đường sông quan trọng ở phía đông đồng bằng sông Hồng. Đại chiến Hàm Tử Quan. Trong khi quân của Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn đánh thắng địch ở vùng Thiên Trường, thì đại quân phía Tây dưới sự chỉ huy của vua Trần và Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải cũng tung hoành ở vùng Thiên Mạc, Khoái Châu. Quân Đại Việt tiến thẳng một mạch từ Thanh Hóa ra vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Nhờ tài hành quân thần tốc và do quân Nguyên đã co rút lại trên trục thủy lộ sông Hồng đến gần hai mặt trận liền kề nhau là Hàm Tử và Tây Kết, quân Đại Việt tập trung lại chuẩn bị một trận đại quyết chiến. Vua Trần Nhân Tông, nước Thượng Hoàng Trần Thánh Tông từ hậu quân tới, Thượng Hoàng đích thân làm tướng soái cùng Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải giữ trù kế sách, dàn trận chiêu quân cho các đại tướng. Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật cùng một số tướng lĩnh dẫn năm vạn quân đánh vào Hàm Tử Quan. Các tướng Nguyễn Khoái, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Chiêu Thành Dương chuẩn bị sẵn sàng đánh vào Tây Kết để phối hợp. Các đạo cấm quân tinh nhuệ nhất đều được tung vào trận. Đó là những tinh hoa của toàn quân Đại Việt, là những mũi giáo sắc bén nhất mà vua Trần đã dành riêng cho những trận đại chiến mang tính chất sống còn. Về phía quân Nguyên, binh lính đóng ở Hàm Tử và Tây Kết có đại quân của Toa Đô và cả đại quân của Thoát Quan phái tới. Quân Nguyên nằm dưới sự chỉ huy của các tướng Toa Đô, Giảo Kỳ, Đường Ngột Đãi, Ô Mã Nhi. Tại đây quân Nguyên dàn nhiều thủy quân để trấn giữ. Hai mặt trận này rất vững mạnh vì có quân đông tướng giỏi, có sự kết hợp giữa thủy quân và bộ quân. Hai mặt trận nằm kề nhau, khá tiện lợi cho việc ứng cứu hoặc rút lui. Tuy nhiên, nhuệ khí và thể chất quân Nguyên đã suy giảm nhiều, không thể so bì với lúc ban đầu khi mới tiến sang Đại Việt.
quân Đại Việt đem binh thuyền đánh vào hàm Tử Quan, nhanh chóng làm chủ tuyến sông và cho quân đổ bộ ồ ạt. Hai bên đánh nhau dữ dội. Tòa Đô đang ở bến Tây Kết, đích thân điều động binh thuyền sang ứng cứu hàm Tử. Quân Tòa Đô cũng đổ bộ lên bờ, xông vào giáp chiến với quân Đại Việt. Lúc này Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật tung đội kỵ xạ người Tống của mình vào trận. Đội quân này dưới sự chỉ huy của Triệu Trung, gia tướng của Chiêu Văn Dương, Triệu Trung và binh lính người Tống trước kia khi nước Tống bị diệt đã chạy sang quy phục Đại Việt, được Chiêu Văn Dương thu nhận. Chiêu Văn Dương cho quân của Triệu Trung ăn mặc trang phục của quân Tống để đánh trận. Trước khi vào trận, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã cẩn thận dặn dò toàn quân: đấy là quân thác của Chiêu Văn Dương, nên nhận rõ cho kỹ chúng. Vì lúc này nước Tống không còn, nên Thánh Tông gọi là quân thác, chỉ người phương Bắc. Việc cho quân ăn mặc theo kiểu quân Tống là mưu cao của Chiêu Văn Dương, vừa khích lệ tinh thần báo thù của bọn Triệu Trung, vừa có tác dụng uy hiếp tinh thần quân Nguyên. Hiệu quả của mưu kế này đã thành công vượt cả mong đợi. Quân Nguyên đang bị hãm trận, lại nhìn thấy trước mắt chúng một đoàn quân Tống thì vô cùng kinh hoàng, bảo nhau rằng: lẽ nào nước Tống đã phục quốc và đem quân sang giúp Đại Việt, do đó mà quân tâm của địch quân rối loạn. Triệu Trung rất dũng mạnh, lúc này ra sức giết địch để báo thù cho cố quốc. Chiêu Văn Dương thừa thế tung quân đánh mạnh, quân Nguyên đại bại. Cùng với chiến sự diễn ra tại Hàm Tử, quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của các tướng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái, Chiêu Thành Dương Trần Thông cùng tấn công vào đồn Tây Kết, vừa lúc Tòa Đô đem quân sang cứu Hàm Tử. Các tướng Nguyên đang lo dồn về phía Hàm Tử lại bị tấn công ở Tây Kết, nên sớm bị núng thế. Quân Đại Việt thả sức chém giết các tướng Nguyên từ Hàm Tử và Tây Kết, mạnh ai nấy bỏ chạy về phía đông, toàn rút ra ven biển. Quân Đại Việt đạt được chiến thắng quan trọng. Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật được xếp công đầu trong trận này. Bấy giờ nhuệ khí quân Đại Việt dâng cao, tiếp tục nỗ lực để khi đến chiến thắng cuối cùng. Chiến thắng Hàm Tử và Tây Kết đã làm rúng động toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Nguyên, khiến tinh thần của họ hoang mang tột độ. Quân Nguyên bấy giờ ở tản mát tại Thiên Trường, Thiên Mạc, Trường Yên, vẫn còn đông, nhưng hầu như đã như cá nằm trên thớt, hoàn toàn mất phương hướng do bị cô lập với chỉ huy và hậu cần. Đại quân của Thoát Quang đóng tại Thăng Long cũng đã bị khiếp vía và bị uy hiếp dữ dội do mất đi những lá chắn ở vùng hạ lưu sông Hồng. Toàn quân Đại Việt lại chia làm ba cánh. Đại quân thứ nhất cũng là đại quân mạnh nhất, do Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải làm tổng soái, thừa thắng đánh thẳng vào đại quân của Thoát Quang ở Thăng Long. Đại quân thứ hai do vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông chỉ huy, chốt giữ các địa bàn vừa mới chiếm lại được và đem quân tiểu trừ giặc ở các vùng Thiên Mạc, Trường Yên, Thiên Trường. Đại quân thứ ba do Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn làm tổng soái, từ Thiên Trường theo dòng sông Thái Bình, Lục Nam tiến chiếm lại Vạn Kiếp, chuẩn bị đón đánh quân Nguyên rút chạy hoặc phối hợp với quân của Trần Quang Khải, hai mặt giáp công địch nếu cần thiết. Hưng Đạo Dương còn phái gia tướng Phạm Ngũ Lão dẫn tinh binh từ đại quân của mình sang chi viện cho Chiêu Minh Dương
để cùng hợp lực tái chiếm lại kinh thành. Đại quân Việt mạnh mẽ đầy khí thế, nhưng liệu có thể thu phục lại Giang Sơn sau thời gian dài bị chiếm? Và đại quân Mông Cổ có kế sách gì đối phó? Phượng Mai mời khán thính giả đón xem kỳ 23 sẽ rõ.